Cứ đến gần Tết thì những cái phiên chợ, những cái hội chợ sẽ xuất hiện ở khắp mọi nơi. Thế nhưng mà phiên chợ ngày hôm nay tôi đang đứng đây lại có rất nhiều những cái điểm khác biệt đối với những phiên chợ khác. Phiên chợ này có tên là phiên chợ không đồng. Tại sao lại là phiên chợ không đồng? Mời quý vị và các bạn hãy cùng tôi khám phá. Người đến phiên chợ này thì không cần mang tiền mà chỉ cần cầm theo một cái thẻ như thế này. Mỗi tấm thẻ thì được mua một cái món hàng có trị giá từ 40 đến 50 nghìn đồng. Và cứ sau mỗi món hàng thì ban tổ chức lại tích vào một cái phiếu như thế này cho đến khi hết. Xin chào chú ạ. Chú ơi, cho cháu hỏi là tại sao mà hôm nay mình lại có mặt tại sự kiện này ạ? Hôm nay có chương trình khuyến mại thì tôi nuôi người ở bệnh viện thì nghe được tin được cái giấy này thì ra rồi mua về để hỗ trợ người nhân. Người nhà mình là ai và bị làm sao? Người tên là Ngân, bị ở khoa ung biếu bệnh viện Bạch Mai. Thế làm sao mà có lại cái thẻ này ạ? Đây là người nằm viện, chắc ai phát cho tôi nên thăm người nhà thì có thẻ đâu thì ra mua hàng cho hộ. Việc mà mua hàng như thế này thì có hỗ trợ được nhiều cho anh chị trong việc chuẩn bị Tết sắp tới cũng chưa biết, nhưng mà đem lại món quà tinh thần rất là vui và cái ngày cuối tuần và sau một thời gian nằm ở bệnh viện như thế này ạ. Tại sao mình lại ngồi lại đây mà không đi tiếp ạ? Cô vừa đi chạy thận về nó vẫn đang mệt, nghỉ tí đã. Tại sao mình lại có được cái phiếu của sự kiện ạ? Phiếu này là bọn cô trọ trong cái xóm ngõ 121 Lê Thanh Nghị. Thế bây giờ là xóm chạy thận đấy, thế bên hội chợ này với liên hệ với bên cái anh trưởng xóm là anh Tuấn ấy. Thế là báo cái danh sách bệnh nhân trọ bên đấy thì coi như là bên mình coi như cho cái số phiếu để về anh ấy chia cho bệnh nhân, phát cho bệnh nhân. Tết này thì cô có ở lại Hà Nội phải chạy thận hay không hay là được với cô ạ? Tết cô ở lại Hà Nội. Cô chạy vào ngày 30 Tết và mùng 2 Tết cho nên cô không về được, trên đấy nó xa. Vậy những cái món đồ này thì có tác dụng gì, giúp ích được gì cho cô? Hỗ trợ cho bọn cô coi như là trong cái sinh hoạt hàng ngày và ăn uống thì bọn cô không phải mua sắm thêm. Đấy là coi như là trong, nếu không thì bọn cô phải mua ở ngoài chợ. Thế về đây coi như măng miến tất cả mọi cái đầy đủ cả. Tết nó cũng nhiều gia đình thôi. Thế là rất cảm ơn trong coi như là ban tổ chức đã lo lắng cho cái cuộc sống của bệnh nhân bọn cô. Cô đã phải chạy thận lâu chưa ạ? Cô chạy 11 năm. 11 năm nay thì đã bao giờ tham gia một cái phiên chợ tương tự như này chưa? Năm ngoái cô ở đây cũng đã tham gia một buổi rồi, năm nay là lần thứ hai. Những món quà mà năm ngoái mua được tại sự kiện ấy thì có được sử dụng hữu ích và triệt để cho cái Tết này. Thật là tuyệt vời. Có nghĩa là tất cả mọi cái đối với bọn cô như thế là đủ cả. Bánh kẹo, chè, rồi coi như là bánh chưng, gạo, nếp, coi đủ hết. Như các bạn đã thấy thì tại phiên chợ không đồng có rất nhiều những cái mặt hàng đa dạng và phong phú để phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng ngày Tết. Trên tay tôi là một chiếc bánh chưng, nó trông rất là ngon lành và sạch sẽ, cũng là một trong số những cái mặt hàng được bày bán tại đây. Sự kiện do nhóm thiện nguyện Ngôi Trường Ước Mơ và những người bạn tổ chức, và bên cạnh tôi đây chính là đại diện của ban tổ chức. Xin chào chị, tại sao mình lại tổ chức sự kiện này và đây là lần thứ mấy rồi ạ? Ban tổ chức muốn tổ chức ra một cái phiên chợ như thế này để tất cả những khách hàng của chúng tôi có thể đến một phiên chợ sắm Tết và những ngày cận kề Tết như những cái Tết của ngày xưa. Và đây là năm thứ hai được tổ chức. Vậy ở đây có rất là nhiều những cái mặt hàng được bày bán, mình có kiếm những cái nguồn này ở đâu ạ? Ở đây là hầu hết là do những nhà tài trợ, những mạnh thường quân, những cá nhân, những người đã cùng với ban tổ chức ra phiên chợ của năm trước để làm lại tiếp tục đồng hành cùng với những nhà tài trợ mới. Và ở đây những cái bánh chưng như bạn thấy thì là do chính những cái đơn vị mà cung cấp thực phẩm sạch, những cái đơn vị mà chuyên làm bánh chưng chuyên nghiệp, họ làm để ủng hộ một phiên chợ như thế này. Thế vậy thì cái cơ chế phát phiếu như thế nào để đảm bảo là những người nhận phiếu là những người thực sự cần những cái đồ dùng ở trong phiên chợ này? Chúng tôi liên hệ với tất cả các phòng ban công tác xã hội của các bệnh viện ở trên địa bàn tại Hà Nội và xin đề nghị là hỗ trợ giới thiệu đến những trường hợp bệnh nhân đang điều trị ở tại các khoa, những bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, và chúng tôi sẽ phát thẻ đến tận tay những bệnh nhân như vậy. Thế vậy thì trong quá trình mà diễn ra một ngày hôm nay thì chị thấy là có những câu chuyện, những cái sự kiện, những ấn tượng nào đối với các bệnh nhân này không? Có rất nhiều hoàn cảnh khi đến với phiên chợ này, ngoài những cái nụ cười như các bạn thấy, những khuôn mặt rạng rỡ như vậy, thì 5 phút trước tôi tiếp một khách hàng. Thực sự không biết nói như thế nào cả khi chú ấy bảo câu là cuộc sống của tôi chỉ còn có vài ngày nữa. Thuyết phục thế nào để lấy hàng, để chú mua hết hàng. Chú bảo là còn có vài ngày nữa thì mua cái gì mà chị thấy nó cần. Thì ngoài cái việc là những người bán hàng, người ban tổ chức thì chúng tôi lại phải động viên tinh thần là phải vui vẻ lên, phải lạc quan lên. Mặc dù chúng tôi hiểu rằng với những căn bệnh như thế thì sự sống nó không còn quá dài.
chị và những người bạn đã có những cái hoạt động thiện nguyện rất là tuyệt vời như này. Cảm ơn chị. Phiên chợ không đồng sẽ tiếp tục diễn ra tại Công viên Thống Nhất Hà Nội vào cả ngày Chủ nhật mùng 4 tháng 2. Trong những ngày giữa tuần vừa qua thì Hà Nội chìm trong giá rét, thế nhưng mà hai ngày cuối tuần thì lại bật nắng ấm. Có lẽ ông trời cũng ủng hộ cái sự kiện ý nghĩa này, một sự kiện dành cho những người biết cho đi và nhận lại.